Xin chào các em, hôm nay cô làm video này nhằm mục đích giúp cho các em có thể ôn tập một số động từ được theo sau bởi gerund hoặc là to infinitive. Vì cái phần này khá là rộng cho nên cô chỉ có thể cung cấp cho các em một số từ phổ biến nhất, hay gặp nhất. Chúng ta cùng xem xét một số động từ theo sau bởi to. Agree to, đồng ý. I agreed to go to a party with my friend. Tôi đã đồng ý đi tới bữa tiệc với bạn của tôi. Decide, quyết định. Decide to, quyết định làm gì. Decide not to, quyết định không làm gì. The president decided not to participate in the discussions. Tổng thống đã quyết định là sẽ không tham gia vào những cái vụ tranh luận. Deserve, xứng đáng. Everyone deserves to be respected. Tất cả mọi người đều xứng đáng được tôn trọng. Expect, mong chờ. I expect to know my exam grade by tomorrow. Tôi mong chờ biết kết quả thi vào ngày mai. Hope, hy vọng. We were hoping to avoid traffic by leaving early. Chúng tôi hy vọng là có thể tránh được xe cộ qua lại đông đúc bằng cách xuất phát sớm. Learn, học. He learned not to trust anyone. Anh ấy học được một điều là không nên tin bất kỳ ai. Nếu ở dạng khẳng định thì chúng ta sẽ học, sẽ viết là learn to. Còn phủ định chúng ta đọc là, chúng ta sẽ viết là learned not to. Need, cần. Need to, cần phải làm gì đó. She needs to learn how to cook. Cô ấy cần phải học cách nấu ăn. Offer, đề nghị. I offered to help my brother with homework. Tôi đề nghị giúp đỡ anh trai làm bài tập về nhà. Plan, lên kế hoạch. We are planning to watch a movie tonight. Chúng tôi đang lên kế hoạch xem một bộ phim vào tối nay. Promise, hứa. My friend promised to find the time to help me move. Bạn tôi hứa là sẽ tìm thời gian để giúp cho tôi di cư. Seem, có vẻ. We seem to be lost. Chúng tôi có vẻ là bị lạc rồi. Wait, chờ. I cannot wait to see my family. Tôi không thể chờ để gặp gia đình, tức là tôi rất là muốn gặp gia đình, không thể chờ được nữa. Want là muốn. I don't want to go to bed yet. Bây giờ tôi chưa muốn đi ngủ. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số động từ được theo sau bằng gerund, tức là động từ thêm in. Admit, thừa nhận. They admitted changing the schedule. Họ đã thừa nhận rằng là đã thay đổi thời khóa biểu, thay đổi cái lịch. Advise, khuyên. I advise proceeding, moving forward, with caution. Tôi khuyên bạn là nên tiếp tục di chuyển về phía trước một cách thận trọng. Avoid, tránh. She avoided looking me in the eye. Cô ấy tránh nhìn vào mắt tôi. Consider, xem xét hoặc là suy nghĩ về một điều gì đó. I consider staying silent, but I have to tell her. Tôi đã xem xét tới cái việc là sẽ tiếp tục giữ im lặng, nhưng mà tôi phải nói với cô ấy. Deny, phủ nhận. I denied knowing about his secret. Tôi đã phủ nhận rằng mình biết cái bí mật của anh ấy. Involve, liên quan. The course involved writing 3 tests. Khóa học liên quan tới việc là làm 3 bài test. Tức là, hoặc là mình có thể dịch là bao gồm cả cái việc làm 3 bài kiểm tra luôn. Mention, đề cập tới, hoặc là say something, nói một điều gì đó. She mentioned seeing my brother at a baseball game. Cô ấy đã đề cập tới việc là gặp anh trai tôi ở một trận đấu bóng chày, có một cái trận chơi bóng chày. Recommend, gợi ý hoặc là dặn dò. I recommend practicing gerunds and infinitives. Tôi đã gợi ý cái việc là hãy luyện tập động từ thêm in và infinitives.
risk, mạo hiểm. Don't risk losing your job. Đừng có mạo hiểm để mà bị mất việc đấy nhé. Suggest, đề nghị. I suggest reading more English short stories. Tôi đề nghị là hãy đọc nhiều truyện ngắn tiếng Anh hơn. Sau một số tính từ thì chúng ta phải dùng to, ví dụ như là easy. It is not easy to graduate from university. Thật là không dễ để mà tốt nghiệp đại học. Easy to. Necessary là cần thiết. It is necessary to speak English to work in a hotel. Rất là cần thiết để nói tiếng Anh nếu như bạn muốn làm việc trong một khách sạn. Wonderful, tuyệt vời. Wonderful to, tuyệt vời để. It is wonderful to have close friends. Thật là tuyệt vời khi mà có những người bạn thân. Khi chúng ta đưa một cái động từ lên đầu câu làm chủ ngữ thì thường chúng ta phải thêm in vào động từ đó. Ví dụ, graduating from university is not easy. Tốt nghiệp một trường đại học thì không dễ dàng. Chúng ta thêm in vào từ graduate. Graduating. Câu tiếp theo. Speaking English is necessary to work in a hotel. Việc nói tiếng Anh là rất cần thiết khi mà làm trong một khách sạn. Having close friends is wonderful. Việc có những người bạn thân thì thật là tuyệt. Chúng ta lưu ý cấu trúc to dùng để diễn đạt một việc gì đấy quá, đến nỗi mà không thể được nữa. Ví dụ, this dress is too big to wear. Cái váy này quá lớn đến nỗi không thể mặc được. This car is too expensive to buy. Cái ô tô này quá đắt tới nỗi không thể mua được. Chúng ta có một cái cấu trúc nữa đó là enough to, đủ để làm gì đó. My child is not tall enough to ride this roller coaster. Đứa con của tôi không đủ cao để lái cái tàu lượn siêu tốc này. The course was detailed enough to widen his knowledge base. Khóa học này đủ chi tiết để mở rộng cái nền tảng kiến thức của anh ấy. This rule is useful enough to understand the usage of infinitives. Cái luật lệ này hoặc là cái nguyên tắc này đủ hữu ích để giúp chúng ta hiểu được cách sử dụng của infinitive. Chúng ta cùng xem ví dụ với các từ khác như là từ ask, yêu cầu. Can I ask you to help me with something? Tôi có thể yêu cầu bạn giúp tôi một vài điều được không? Expect, mong đợi. I never expected him to become famous. Tôi không bao giờ mong đợi anh ấy trở nên nổi tiếng. Hire, thuê hoặc là mướn ai làm việc gì đó. Did the company hire you just to sit in your office? Có phải là cái công ty đó chỉ mướn bạn ngồi trong văn phòng của bạn không? Invite, mời. I invited a friend to attend the ceremony. Tôi đã mời một người bạn tham dự cái bữa tiệc. Order, ra lệnh. She ordered the child to stay at home. Cô ấy ra lệnh cho đứa trẻ là phải ở nhà. Remind, nhắc nhở. Please remind me to wash the dishes. Làm ơn hãy nhắc tôi rửa chén nhé. Require, yêu cầu hoặc là đòi hỏi. The test required him to concentrate fully. Cái bài kiểm tra yêu cầu anh ấy là phải tập trung một cách hoàn toàn. Teach, dạy. That will teach you to follow the rules. Điều đó sẽ dạy cho bạn cách làm theo luật lệ. Tell là nói hoặc là bảo ai làm gì. Who told you to come here? Ai bảo bạn đến đây? Urge, thúc giục. They urged me to continue my research. Họ thúc giục tôi là tiếp tục cái việc nghiên cứu của tôi. Warn, cảnh báo. I am warning you not to do this.
Tôi đang cảnh cáo bạn rằng là không nên làm việc này. Một điểm nữa mà các bạn cần phải lưu ý đó là sau các giới từ như là for, about, in, on hoặc là at thì chúng ta sẽ dùng gerund, tức là động từ thêm in. Ví dụ, novels about growing up are popular among teenagers. Câu này có nghĩa là các tiểu thuyết viết về sự trưởng thành thì rất là phổ biến đối với các bạn thiếu niên. I have an interest in becoming a painter. Các bạn thấy sau giới từ in chúng ta tiếp tục dùng một động từ thêm in. Câu này có nghĩa là tôi rất là có hứng thú trở thành một họa sĩ. I forgive you for not telling the truth. Tôi tha thứ cho bạn vì đã không nói sự thật. Chúng ta thấy sau giới từ for chúng ta dùng động từ thêm in. She is thinking about trying martial arts. Cô ấy đang nghĩ về việc thử môn võ thuật. Sau giới từ about, chúng ta tiếp tục dùng một động từ thêm in. He looks forward to meeting his cousins. Anh ấy rất là mong chờ được gặp những người anh em họ. Sau cụm từ looks forward to, chúng ta dùng động từ thêm in. Chúng ta có một số động từ mà khi theo sau bằng gerund hoặc là to infinitive thì sẽ mang nghĩa khác nhau. Ví dụ như là từ stop. Nếu stop cộng với động từ thêm in thì điều này có nghĩa là dừng thực hiện một hành động nào đó, dừng hẳn một việc gì đó. Còn nếu như stop cộng với to infinitive thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta dừng một hành động nào để thực hiện một hành động tiếp theo. Các bạn cùng quan sát ví dụ thứ nhất. The boys stopped playing là những cậu bé dừng chơi. Ở đây chúng ta dừng hẳn một hành động nào đó. Ví dụ thứ hai, the boys were playing and they stopped to watch a large truck go past. Những cậu bé đang vui chơi và bỗng dừng lại để nhìn một chiếc xe tải đi ngang qua. Vậy thì nếu stopped cộng với to watch thì chúng ta hiểu là chúng ta dừng một hành động nào đó để làm một hành động khác. Trong tình huống này, những cậu bé dừng việc vui chơi để xem chiếc xe tải. Chúng ta có từ try. Nếu như try cộng với một động từ thêm in thì chúng ta hiểu là try ở đây có nghĩa là thử thực hiện một hành động nào đó. Còn nếu như try cộng với to infinity thì nó lại mang nghĩa là cố gắng làm một việc gì đó. Chúng ta cùng xem ví dụ thứ nhất. I tried turning the tap, but the water still poured out. Tôi đã cố gắng tắt cái vòi nhưng mà nước vẫn... Tôi đã thử tắt cái vòi nhưng mà nước vẫn chảy ra. Vậy tried turning tức là thử tắt cái vòi. Còn ở ví dụ thứ hai, I tried to turn the tap, but it was too old and rusty. Phần này có nghĩa là tôi đã cố gắng tắt cái vòi nước nhưng mà nó quá là cũ và bị rỉ sét rồi. Vậy ví dụ thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu là thử, còn ở câu thứ hai chúng ta sẽ dịch là cố gắng. Ở trường hợp tiếp theo chúng ta có từ forget và remember. Forget nghĩa là quên, remember là nhớ. Nếu như hai động từ này được theo sau bằng một động từ thêm in thì nó có nghĩa là nghĩ về một việc đã thực hiện trong quá khứ. Còn nếu như forget hoặc là remember được theo sau bởi một to infinitive thì nó có nghĩa là nghĩ về một việc cần thực hiện trong tương lai. Ở ví dụ thứ nhất, I remember seeing a bull running down the high street. Tôi nhớ là đã nhìn thấy một cái con bò chạy xuống đường cao tốc. Vậy ở đây chúng ta nhớ về một việc đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ tiếp theo, I must remember to watch the news tonight. Tôi nhớ là phải xem chương trình vào tối nay mới được. Tức là chúng ta nhớ để làm một điều gì đó trong tương lai. Mình nhớ để làm gì đó, giống như là một lời nhắc nhở vậy đó các bạn.